success and affluence of our motherland and the prosperity and stability of Hong Kong. Tôi là lần đầu tiên trong một lễ hội lớn như thế này, đảm nhận vị trí chủ tịch. Tôi có thể đại diện cho Trung Quốc trong lễ hội này. Tôi cảm thấy rất vui mừng.